Hey yo, xin chào bạn đã quay trở lại với kênh Rigaki Vlog và ta-da, mình đã có đó là Godzilla Minus One. Có rất nhiều bạn nó đã hỏi là bao giờ thì mình sẽ review con này, bởi vì rõ ràng đây là một siêu phẩm rất hot ở trong năm 2023 vừa qua, một bộ phim mà gây được rất nhiều tiếng vang. Tiếc là nó chưa chiếu ở các nước châu Á và đặc biệt là chưa chiếu ở Việt Nam. Tuy nhiên là tất cả chúng ta đều xem những cái phiên bản ở trên mạng của nó rồi, chắc là một số bạn đã xem phim này rồi. Và Godzilla Minus One là một trong những phim được đánh giá là phim về Godzilla hay nhất từ trước đến nay, và tôi cũng đã có xem rồi và cũng cũng rất là hay. Nội dung bộ phim thì mình sẽ không spoil ở đây đấy, nhưng mà đây có lẽ là một trong những cái con Godzilla ấn tượng bậc nhất ở trên màn ảnh, cũng như là cái tạo hình của nó khi mà ra mắt ấy cũng được chú ý rất là nhiều. Đối với Godzilla Minus One của Texas Monster Art thì bên Bandai họ cũng có thông tin về việc là họ có gọi là ra một cái loại khớp mới ở trên cái phần vây lưng của nó, thì tôi cũng rất là chờ đợi để unbox cái con này, để xem là cái con này thì cái hệ khớp ở trên vây lưng mới nó sẽ như thế nào, cũng như là có cái cải tiến gì hay không. Và con này cũng là một con, các bạn nhìn thấy cái hộp của nó cũng rất là khác biệt không? Đến thời điểm hiện tại theo tôi nhớ là chỉ có hai con có hộp màu trắng đấy, là con này là con thứ hai. Con thứ nhất là con Godzilla Phileas đấy, con Godzilla phiên bản nhỏ, con Godzilla Earth ấy, thì mình nhớ con này hộp màu trắng đấy, rất à, có một con hộp màu trắng là con Godzilla 102 đấy, con Godzilla versus Super Mechagodzilla, tôi nhớ như vậy. Thì là đấy, nói chung là rất ít con màu trắng, đa số các hộp của Godzilla màu đen. Thế là cái con Minus One này khi mà nó ra hộp màu trắng này nhìn nó rất là chất đấy, và chúng ta nhìn thấy ở đây có cái logo âm 1 Minus One. Ok, thì chúng ta sẽ cùng nhau mở hộp xem là Godzilla Minus One có cái gì. Giá của Minus One ở thời điểm hiện tại chắc là rẻ hơn rồi, còn cái đợt mà mới pre-order nó khá đắt, với lúc đấy phim đang rất là hype đấy, thì cái đợt mà mình pre-order thì nó hơi đắt một chút, còn đợt này thì mình thấy là giá nó đã khá mềm rồi đấy. Ok, thì chúng ta có thể cùng nhau mở hộp, đó là Godzilla Minus One đến từ Isas Monster Art. Ok, trong tay mình lúc này đây đang là hộp Essas Monster Art Godzilla 2023 phiên bản Minus One. Đây là bộ phim, logo của bộ phim rất là đẹp. Và chúng ta nhìn thấy ở đây là 2023. Cái hộp này mình hơi bị móp, mình phát hiện ra một điều là cái phiên bản này thì Bandai làm hộp hơi bị mỏng hơn so với bình thường một chút. Đấy, ở trong quá trình vận chuyển thì mặc dù cái hộp này cũng được bọc khá là kỹ, không biết là bị làm sao nó bị các cái vết gấp như thế này. Đấy, và rõ ràng là làm cho cái trải nghiệm khi mà lấy con mô hình về cũng không được thoải mái cho lắm. Đấy, mình nghĩ là một phần là do va đập ở trong quá trình di chuyển, nhưng một phần cũng là do là cái hộp làm rất là mỏng. Đấy, các bạn nhìn thấy là cái hộp làm nó rất là dễ bị cong, thì đây cũng là một cái rất là đáng tiếc của Godzilla Minus One. Ở phía đằng sau thì cái artwork của nó cũng rất là đơn giản thôi, cũng không có gì cả. Và đây thì có thông tin của nhà chế tác đại tài đã làm ra con Minus One này. Ở đây có một cái mô tả rất chi tiết, tôi không biết tiếng Nhật, nhưng mà tôi đoán cái này nó là mô tả về cái tiểu sử của cái người nhà điêu khắc này. Đấy, bên cạnh đó thì chúng ta có đó là một cái biểu tượng Godzilla Minus One. Đấy, cái này làm rất là tinh tế nhá. Đây chính là cái biểu tượng của phim Godzilla Minus One này. Đấy, và nó cũng là cái phần được hở ra để cho chúng ta nhìn thấy con mô hình ở bên trong. Con này thì nó không đi kèm bất kỳ phụ kiện gì, mà mình đoán là chắc là sau này nó sẽ có một cái phiên bản mở rộng của nó. Ở phía bên này chúng ta sẽ có một cái hình của Godzilla Minus One trông khá chất. Đấy, và mình sẽ mở ở phía dưới này. Bandai Spirit Godzilla. Con này ở trong tiếng, có thể trong ký hiệu ở trong Essas Monster Art thì là Godzilla 2023 nhá. Nó tương tự như là con Ultima là Godzilla 2021, hay là con Shin Godzilla thì là 2016. Đấy, ok, bây giờ chúng ta sẽ mở ra. Mình không biết tại sao trong cái siêu của mình nó đã bị cắt ra rồi, không biết là có ai đã mở con này ra trước của mình để check hàng hay không. Ở phía bên trong thì chúng ta chỉ có duy nhất đó là một cái chúng ta chỉ có duy nhất một cái vỉ nhựa, và trong vỉ nhựa con Godzilla thôi. Đấy, một phong cách đóng hàng rất là đơn giản đến từ Bandai. Đó, không có gì đặc biệt. Con này của mình thì có vẻ như là vẫn còn đang còn nguyên siêu. Đấy, không biết là như thế nào. Ok, bây giờ thì mình sẽ bóc ra để cho các bạn xem. Đó, siêu khá chắc, có dán không? Siêu này có vẻ như là không phải dán đâu, mà chỉ là ấn vào thôi. Ok con dê. Ở đây chúng ta sẽ có đó là Godzilla Minus One. Wow, cầm rất là sướng tay. Cầm rất sướng tay luôn. Ok, đây là Godzilla Minus One.
Và con này thì phải nói rằng là cái tạo hình của nó cũng rất là đặc biệt. Đấy, rất là đặc biệt. Ok, đầu tiên chúng ta check về tổng thể thì Gothia Minus One nó khá là sần sùi. Đấy, cảm giác sờ vào nhựa thì nhựa này vẫn là cái nhựa rất là cao cấp. Cảm giác nó khô. Đấy, cảm giác cái nhựa này nó khô chứ nó không phải là nhựa theo kiểu mềm, không phải là theo kiểu gọi là ướt ướt cao su như là của Haya Toys. Thì thật ra đây cũng là một trong những cái mà vẫn khiến cho mình có cảm tình với cả Essas Montserrat. Bởi vì là mình thích cái chất nhựa của Essas Montserrat hơn so với chất nhựa Haya Toys. Không biết sao là cái chất nhựa Haya Toys làm cho mình cảm thấy kiểu chơi nó không thoải mái lắm. Cảm giác là cầm mà nó cứ bị dính dính, mà cảm giác là nó hơi thiên về những kiểu cao su. Đấy, nhưng còn ví dụ như là những cái con của Essas Montserrat thì khi mà sờ vào ấy, lúc nào nó cũng có cái sự sần sùi, nó có cái sự thô ráp, thì nó cảm giác là nó mang lại cho chúng ta về cái con Godzilla, về cái con Kaiju, cảm giác nó thật hơn. Ok, lấy nét một chút. Ở đây chúng ta sẽ cùng nhau check đầu tiên là phần đầu của Godzilla Minus One. Con này nó lấy nét hơi khó ta. Ok, chúng ta lấy nét là phần đầu thì Godzilla Minus One chúng ta có thể há miệng ra một khoảng cách tương đối là rộng. Tuy nhiên thì con này không biết sao nhưng mà mình cảm thấy cái lưỡi nó hơi bị lệch một chút thì phải. Đấy, chúng ta có thể há miệng được ra rộng như thế này. Con này cảm giác là cái cổ nó hơi bị ngắn hơn so với cả trong phim một tí thì phải. Ở trong phim mình cảm giác cái cổ nó có thể vươn dài ra hơn, nhưng cái cổ này có vẻ như là nó cũng không vươn ra quá dài đâu. Đấy, mặc dù vậy thì con này nó cũng khớp cổ cũng không phải là quá linh hoạt và cũng di chuyển được một phần nhất định thôi. Con này ấy, thì nó có một cái hay ấy, là cái gai ở trên lưng này của nó này thì nó không làm cố định. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy cái gai này có thể chuyển động. Thì ví dụ như là mình ngửa cái đầu của con này lên thì mình hoàn toàn có thể ngửa được. Thì cái này nó là một cái cải thiện so với cả những cái con Godzilla trước đây. Những con Godzilla trước đây thì trừ những con ở Monsterverse ra thì nó ngửa đầu lên được tại vì nó không có nhiều cái phần gai ở sau lưng. Đấy, nhưng còn những cái con khác thì nó không thể ngửa lên được tại vì là cái phần gai ở sau lưng nó bị cố định. Nhưng mà con này ấy, thì nó sẽ làm một cái hệ thống gai ở đằng sau này là hệ thống gai linh hoạt. Đấy, nên là khi mà con Minus One này nó ngửa đầu lên như thế này, đấy, ngửa đầu lên rất cao như này thì cái gai này nó sẽ được đẩy ra phía đằng sau lưng của con Minus One. Đấy, nó đẩy ra phía đằng sau lưng con Minus One và nó không ảnh hưởng gì nhiều cho vào cái hệ thống gai ở phía đằng sau. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nhiều người thích tạo cái dáng mà con Godzilla Minus One hay là các con Godzilla nó bơi ở dưới nước như thế này. Cái việc mà nó thẳng được đầu ra đấy, trên một đường thẳng như thế này thì nó cũng sẽ giúp cho cái tạo dáng ra nó dễ hơn. Thì đây cũng là một trong những cái mà nó nói là cái trình độ làm mô hình rất là tốt. Và tất cả các cái khớp ở trên, tất cả các cái gai, từng cái gai nó đều có khớp. Đây cũng là một cái rất là hay, từng cái gai nó đều có khớp nhá. Nhưng mà nó chỉ có cái hệ thống gai ở ngay đằng sau dưới cổ thôi, còn cái gai ở phía dưới này vẫn là cố định. Con này nó có rất nhiều những cái gai li ti mà mình rất cảm giác là con này nếu như chúng ta không cẩn thận thì những cái gai như này nó có thể bị gãy. Đây, những cái gai mà rất là nhỏ như này nó có thể hoàn toàn là bị gãy. Đây mình sẽ lấy nét ở đây cho các bạn nhìn thấy là cái gai ở đây nó có thể bị gãy này. Đây, những cái gai này có thể bị gãy này, trông như vậy thôi nhưng nó không phải là quá chắc chắn đâu. Đấy, và cái gai, cái lá này trên này cũng khá là mỏng. Tuy nhiên thì cái việc mà làm cái gai chuyển động như thế này là mình thấy là khá ok rồi. Và ngửa đầu lên, ngửa đầu xuống rất là sướng. Và tuột rồi. Và vẫn như thường lệ. vẫn như thường lệ là dịch chuyển một tí là rụng ra ngay. Và rụng ra ngay. Ok, chúng ta xem một chút ở phần bên trong. Thì vẫn là một khớp hàng 3. Một khớp hàng 3 cộng thêm với cả một cái thân. Mình không biết tại sao nó lại rụng ra nhưng mà không biết lắp vào nó có dễ không. Đấy, chắc là lắp vào cũng dễ thôi. Và đúng là... và chùm mua đồ chơi có vấn đề và bẻ thân một phát tuột ra ngay nhá. Và dù vậy thì lắp vào nó tương đối đơn giản. Con này thì thật ra là về thể xem khớp tay nào, khớp tay cũng khá linh hoạt, có thể quay đằng trước đằng sau, quay sang ngang. Con này cái phần tay của nó ấy, tạo hình giống trong phim, nó có ở chỗ khuỷu tay nó có một cái gai, nó có một cái đôi gai cùi tay nên là nó sẽ không thể duỗi thẳng tay ra được mà tay nó nào sẽ khum khum như này thôi. Đấy, và con này sẽ không đi kèm theo bộ tay phụ. Đấy, con này cũng là một con mà không đi kèm theo bộ tay phụ này cũng khá là hơi lo đấy, tại vì là cái tay là một trong cái dễ rơi nhất. Mấy con Godzilla đời trước, đặc biệt là mấy con thời Heisei, mấy con mà con Minus One này được lấy cảm hứng ra để làm ấy, thì nó đều có bộ tay phụ. Thậm chí là cả mấy con mới gần đây cũng có bộ tay phụ. Mấy con trong Monsterverse cũng có bộ tay phụ. Nhưng không biết là sao con này cắt giảm chi phí ra mà không có bộ tay phụ. Đấy, khá là tiếc. Tiếp theo thì về phần gai ở trên lưng ấy, thì như tôi đã nói rồi, nó có rất nhiều các lá nhỏ mỏng nên là rất dễ bị gãy, nên là chúng ta chơi cũng phải cẩn thận một chút. Về phần đuôi thì con này nó lại in cái phần, con này có một cái mà tôi không thích lắm nhá. Là đây các bạn nhìn này, các bạn nhìn thấy ở chỗ này. Đấy, các bạn nhìn thấy phần tôi lấy nét này, là cái đuôi của nó lại in cái thông tin của con này.
ở trong cái phần dấu phần đuôi, tại sao nó không in ở bàn chân. Đấy, con này được làm ở Trung Quốc, con này được lắp ráp ở nhà máy Bandai Trung Quốc. Đấy, ôi lại tuột rồi. Và sờ đến đâu là tuột đến đấy. Ui, các bạn nhìn này, con này làm trong cái khớp đuôi nó vẫn còn ba vía này. Vẫn còn cái ba vía này. Đây chính là cái tác nhân mà làm cho cái đuôi nó bị tuột ra đó. Và sờ đến đâu là tuột đến đấy. Ảo thật đấy. Và sờ đến đâu là tuột đến đấy. Đuôi thì đuôi này thì khá giống đuôi mấy con thời Heisei, là giống mấy con Godzilla 1995. Godzilla 1994, Godzilla 1995. Đuôi không phải quá linh hoạt. Cái phần các cái khớp đuôi này nó dày. Đấy, cũng không phải quá linh hoạt cũng được. Nói chung là đuôi không thể được như là con Godzilla 1916. Ok, bây giờ sẽ đến phần chân gà. Đấy, chân gà rút xương. Con này là một trong những con mà chân nó có khớp. Nó có khớp bàn chân. Đây cũng là một cái nó rất là mới. Con này chân có khớp bàn chân. Và chân của nó thì không quá linh hoạt đâu. Một cái phần đùi gà rất to, cộng theo một cái chân rất to. Thì đây, cái chân này cũng là cái điểm nhấn của Godzilla Minus One ở trong phim. Thì con này chân của nó thì có khớp bàn chân. Và có bốn mấy ngón chân của nó thì đều gọi là hướng lên được. Cái ngón này thì là nó cố định này, còn các ngón khác thì là chuyển động được. Thì đây cũng là một cái rất là mới. Đấy, mặc dù mình cũng không biết là cái việc mà chuyển động khớp chân này nó có ảnh hưởng gì đến cái phần tạo hình hay không. Đấy, ok, khi mà đứng ở dưới này thì thật ra con này chân nó khá to ấy. Đấy, nên là đứng nó cũng khá thoải mái. Đấy, nó cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà cái chân này nó sẽ hay ở một chỗ ấy, là khi mà Godzilla Minus One này thực hiện cái dáng mà theo kiểu gọi là hướng ở phía trước này, thì cái chân của nó sẽ có một cái mức độ linh hoạt nó tốt hơn. Đấy, chân nó sẽ có mức độ linh hoạt tốt hơn và có thể tạo một cái dáng cúi như thế này. Thì đây cũng là một cái dáng rất là mới của Godzilla, của Esas Monsoraz. Những cái con trước đây thì may ra thì con Godzilla 2024 và con Godzilla 2004, con Final War thì chắc là tạo được dáng tương tự như con này. Nhưng con đấy thì nó người nó mỏng và nó nhẹ hơn con này rất là nhiều. Thì con Godzilla này nó sẽ tạo được một cái dáng theo kiểu như này. Đây là một dáng rất là khó, và nó phải có cái phần khớp bàn chân để nó mới có thể làm được. Thì đây cũng là một cái dáng khá là khó dành cho Godzilla. Ok, thả miệng ra tí nào. Ok, thì cái phần trọng tâm của con Godzilla này nó sẽ được dồn lên. Cái nếu mà mình để dài đuôi ra thì nó sẽ đứng được. Nó có thể chúi ở đằng trước được. Nói chung là tôi thích cái dáng chúi ở đằng trước được. Con này sẽ phải điều chỉnh một chút để nó có thể chúi được về đằng trước. Nào. Đó. Ok. Đó. Vẫn chưa được. Đấy. Ôi, lại tuốt đuôi rồi. Lại tuốt đuôi rồi. Cái phần khớp đuôi này có vẻ là đấy, ok, nó có thể tạo một cái dáng chúi ở đằng trước như này. Thì đây cũng là một trong những con mà hiếm hoi, bởi vì nhờ cái hệ thống khớp bàn chân mà nó có thể làm cái dáng hướng về phía trước như này. Thì nói chung ấy, con Godzilla Minus One này cá nhân mình đánh giá là vẫn khá đáng sở hữu. Đấy, thứ nhất là nó có một số công nghệ mới. Thứ nhất là tạo hình của nó rất giống trong phim, tạo hình nó rất đẹp. Thứ hai nữa là cái hệ thống gai của nó đã được thay đổi. Đấy, và đây là một cái công nghệ mới. Tiếp theo là cái phần chân nó có khớp. Đây cũng là một cái công nghệ mới. Và thực sự là Esas Monsoraz họ vẫn luôn là một trong những bên họ đi đầu về cái việc tạo hình của Godzilla, các cái phiên bản này. Đấy, các bạn để nhìn thấy là nó đứng khá là vững. Nó đứng khá là vững và không, và kể cả khi mà mình có đấy như này cũng không bị đổ đâu. Đấy, rất là đẹp luôn. Có mỗi cái phần là cái khớp bụng của nó, thứ nhất là cái khớp tay của nó thì có vẻ không linh hoạt cho lắm. Cái khớp khuỷu tay không linh hoạt này, không có bàn tay lẻ này. Cái bụng của nó dễ bị tuột này, cái phần đuôi của nó dễ bị tuột và nó bị lộ ra cái thông tin, trông khá là rõ. Đấy, nhưng ngoài ra thì các yếu tố khác thì cá nhân tôi đánh giá là con này rất là hay. Đấy, đây cũng là một trong những cái nó rất là đặc biệt đến từ Godzilla Minus One, và rõ ràng đây là một trong những thứ mà khiến cho chúng ta nên sở hữu con này. Ok, con này thì cũng thế thôi, chả có gì để review quá nhiều. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này, và nếu như đây là đầu tiên bạn đến với kênh Ryaki Vlog, đừng quên để lại mình một like, một subscribe nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video lần sau. Bye bye.